Bạn là người mới bắt đầu học lập trình nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Đúng. Đừng lo lắng, dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện để bắt đầu học lập trình một cách có hệ thống và hiệu quả. Lập trình quá nhanh. Học nhanh. Một, xác định rõ mục tiêu. Xác định rõ mục tiêu mà bạn muốn đạt được thông qua việc học lập trình, ví dụ như xây dựng ứng dụng di động, phát triển trong web hay trí tuệ nhân tạo, vân vân. Xác định rõ mục tiêu rất quan trọng vì nó giúp bạn tập trung nỗ lực và thời gian vào những hướng phát triển cụ thể, từ đó đạt được kết quả tốt hơn. 2. Chọn ngôn ngữ lập trình. Nếu như bạn mới bắt đầu, bạn nên chọn một ngôn ngữ lập trình phổ biến và dễ học. Bạn có thể chọn Python. Python có cú pháp đơn giản, rất thích hợp cho người mới bắt đầu. Ngoài ra, tùy thuộc vào mục tiêu phát triển, bạn có thể chọn ngôn ngữ cho phù hợp như lập trình web thì chọn PHP, C#, JS. Lập trình app thì là Java, Kotlin, Swift hoặc Object-C. AI thì vẫn quay lại với Python thôi. 3. Học cơ bản. Khi bạn mới bắt đầu học lập trình, việc xây dựng nền tảng vững chắc về các khái niệm cơ bản là một bước quan trọng để bạn có thể hiểu và phát triển các ứng dụng phức tạp hơn trong tương lai. Vì thế, bạn nên bắt đầu với những khái niệm cơ bản của lập trình như biến, kiểu dữ liệu, cấu trúc điều kiện, vòng lặp, hàm, vân vân. 4. Học qua mạng. Học qua mạng là một cách hiệu quả để tiếp cận kiến thức về lập trình. Nó đã trở thành một tài nguyên quan trọng cho người học từ cơ bản đến nâng cao. Có rất nhiều tài liệu miễn phí và trả phí trên Internet cho bạn tha hồ lựa chọn. Sự thật thì, đây là cách mà tôi đã và đang sử dụng để học lập trình và tôi thấy nó cực kỳ hiệu quả. 5. Học thông qua dự án. Học thông qua các dự án nhỏ là một phương pháp hết sức hiệu quả. Việc áp dụng kiến thức vào thực tế giúp bạn củng cố và hiểu sâu hơn về khái niệm mình đã học. 6. Sử dụng công cụ lập trình. Hãy sử dụng công cụ lập trình IDE cho ngôn ngữ bạn đang học. Nó sẽ giúp bạn kiểm tra cú pháp và gỡ lỗi cũng như gợi ý cốt. Điều này sẽ giúp bạn viết và chạy mã một cách dễ dàng hơn. 7. Học từ người khác. Tham gia cộng đồng lập trình trực tuyến như Stack Overflow hay GitHub có thể mang lại rất nhiều lợi ích. Khi gặp vấn đề hoặc thắc mắc về lập trình, hãy tìm kiếm trên Stack Overflow trước. Có khả năng cao rằng người khác đã gặp vấn đề tương tự và đã có giải pháp cho nó. 8. Kiên nhẫn và thực hành. Lập trình cần sự kiên nhẫn và thực hành đều đặn. Đừng sợ gặp khó khăn, hãy tìm hiểu và giải quyết chúng. 9. Theo dõi tiến bộ. Ghi chép tiến bộ của bạn, xem những gì bạn đã học và đã thực hiện được. Điều này giúp bạn thấy rõ mình đang đi đúng hướng. 10. Học không ngừng. Lập trình là một lĩnh vực liên tục thay đổi. Hãy luôn cập nhật kiến thức và học hỏi thêm về các công nghệ mới. Tổng kết, hãy nhớ rằng việc học lập trình là một hành trình dài hơi. Đừng áp đặt áp lực lên bản thân. Hãy tận hưởng quá trình học tập và thực hành. Chúc bạn may mắn và thành công trong hành trình học lập trình của mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.